Bóng đá PSG với Lyon 1:45 ngày 3 tháng 4 trò song sát Mbappe Messi lên tiếng. Không còn nghi ngờ, huấn luyện viên tệ nhất PSG dưới triều đại Qatar, nhà cầm quân người Pháp khiến PSG thua 5-9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hậu quả 5 thất bại dẫn đến việc PSG loại khỏi cúp quốc gia Pháp, bị đá văng khỏi Champions League và bị Marseille thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch Ligue 1.